Chào các bạn. Chào các bạn, tiếp nối vào bài học của khóa học phần mềm kế toán miễn phí. Thì buổi ngày hôm trước tôi đã hướng dẫn các bạn về việc tính giá thành theo phương pháp trực tiếp. Thì buổi ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức trên phần mềm kế toán. Thì giá thành theo phương pháp định mức này thì được áp dụng cho khá nhiều các loại hình doanh nghiệp. Để xây dựng và tính được giá thành theo phương pháp định mức ở trên phần mềm thì tôi cũng sẽ nói lướt qua lại một phần những cái mà hôm trước chúng ta đã cần chuẩn bị để trước khi mà tính giá thành. Thì cái việc đầu tiên các bạn vẫn cần phải lưu ý đấy rằng là trong danh mục thành phẩm, trong danh mục hàng hóa vật tư thì cái những mã thành phẩm thì chúng ta sẽ phải khai báo loại vật tư là số 51. Và với chứng từ khi mình nhập kho thì chúng ta sẽ phải nhập kho với loại phiếu nhập, với loại phiếu nhập là số 4. Loại phiếu nhập là số 4. Thì với phương pháp tính giá thành mà theo phương pháp định mức thì tức là khi mà chúng ta xuất nguyên vật liệu ra, chúng ta sẽ chưa biết xác định được rằng là nguyên vật liệu này sẽ xuất trực tiếp đích danh cho sản phẩm nào, mà chúng ta chỉ có thể xác định được cái lượng nguyên vật liệu đi vào cho từng mã thành phẩm là theo dạng là định mức mà thôi. Đó, theo dạng định mức mà thôi. Vậy thì để tính giá thành định mức thì cái việc đầu tiên đấy là chắc chắn rằng là chúng ta sẽ phải nhập định mức nguyên vật liệu cho từng mã thành phẩm. Thì trong phần mềm thì để nhập được định mức của nguyên vật liệu cho từng thành phẩm thì chúng ta sẽ đi vào theo đường dẫn giá thành sản xuất sản phẩm và vào mục là thông khởi khai báo thông tin và khởi tạo, và chúng ta sẽ nhìn thấy một mục là nhập định mức nguyên vật liệu. Nhập định mức nguyên vật liệu thì vào đây chúng ta sẽ trên màn hình các bạn sẽ nhìn thấy đây là màn hình cập nhật định mức nguyên vật liệu cho từng sản phẩm. Thì để thêm mới và những cái phím chức năng thì sẽ cũng đã được hiển thị ở trên cái thanh header phía trên. Chúng ta sẽ nhìn thấy F3 là sửa, F4 là thêm, F8 là xóa. Chúng ta muốn thêm mới, chúng ta sẽ nhấn F4. Thì trường đầu tiên sẽ là mã phân xưởng. Chúng ta sẽ chọn mã phân xưởng. Tiếp theo là trường mã sản phẩm. Chúng ta sẽ chọn mã sản phẩm. Chúng ta có thể gõ một ký tự bất kỳ chứa trong cái tên sản phẩm thì chương trình sẽ tìm ra trong cho chúng ta. Tôi sẽ lấy ví dụ ở đây, tôi sẽ chọn thành phẩm là số 01. Màn hình ở dưới sẽ rằng là những nguyên vật liệu nào được cấu thành lên cái mã sản phẩm này. Chúng ta sẽ chọn ví dụ trong danh mục vật tư tôi đã có là nguyên vật liệu 1, nguyên vật liệu 2, nguyên vật liệu 3. Tôi sẽ cho số liệu vào đây. Ngày bắt đầu này sẽ chính là ngày bắt đầu được áp dụng cái định mức. Ngày kết thúc thì sẽ là ngày cuối cùng mà chúng ta áp dụng cái định mức này. Tức là chương trình sẽ cho phép rằng là một cái mã thành phẩm này có thể tháng này là áp dụng với định mức nguyên vật liệu này, tháng sau áp dụng với một cái số lượng định mức nguyên vật liệu khác. Ví dụ trong bài này tôi sẽ để là cả 1 năm là 12 tháng. Số lượng định mức ở đây thì chính là để sản xuất được một đơn vị thành phẩm số 01 thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu đơn vị của cái nguyên vật liệu một này. Tôi sẽ giả định rằng là tôi sẽ mất 1,2 kg của cái nguyên vật liệu một. Tiếp theo
với nguyên vật liệu số 02. Ngày bắt đầu kết thúc thì tôi sẽ mất là 0,4 kg chẳng hạn. Nếu mà một cái thành phẩm này sẽ có cấu thành từ nhiều nguyên vật liệu thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật. Nếu không thì chúng ta sẽ chọn Enter và chọn 0 để chúng ta chọn là nhận. Đó. Tiếp theo tôi sẽ ví dụ F4 để tôi nhập một cái lĩnh vực thứ hai. Khi mà nhấn F4 thì chương trình sẽ cho phép chúng ta kế thừa lại toàn bộ những cái thông tin của cái mã thành phẩm 1. Đây tôi sẽ chọn là lĩnh vực cho thành phẩm 2. Nguyên vật liệu thì thành phẩm 2 là mất là 1 kg. Lĩnh vực ở đây là thằng này là nguyên vật liệu 3, mất là 0,5 kg. Đó. Đó. Vậy là cái thao tác xây dựng định mức thì như các bạn đã nhìn thấy tôi thao tác, nhưng mà chúng ta sẽ cần khai báo thông tin mã phân xưởng, mã sản phẩm và định mức tương ứng với nguyên vật liệu ở dưới. Đó. Vậy là cái thao tác đầu tiên mà chúng ta đã hoàn thành xây dựng xong về cái việc là định mức sản phẩm. Cái việc thứ hai chúng ta cũng sẽ cần phải quan tâm, đó chính là khai báo về cái công thức để tính giá thành. Thì như cái bài học ngày hôm trước mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn, trong danh mục yếu tố chi phí của cái phần tính giá thành theo phương pháp định mức thì các bạn lưu ý đó là danh mục yếu tố chi phí chúng ta sẽ khai báo như sau. Những cái yếu tố chi phí đầu tiên là nguyên vật liệu, thì với phương pháp tính giá thành định mức thì bắt buộc các cái tài khoản liên quan đến giá thành chúng ta sẽ phải sử dụng là 621, 622, 627. Đấy, các bạn lưu ý cho tôi cái vấn đề này. Thì ở đây là chúng ta sẽ khai báo mã yếu tố, tên yếu tố và tài khoản nợ. Tài khoản nợ lúc này sẽ là tài khoản 621. Đấy, chi phí tài khoản dở dang sẽ là 154. Và kiểu tập hợp chi phí ở đây chúng ta vì là xuất ra là không xác định được đích danh cho mã sản phẩm nào, trên kiểu tập hợp là chúng ta sẽ phải khai báo là số 2, tức là sẽ là khi mà xuất nguyên vật liệu ra là chúng ta sẽ tập hợp theo mã phân xưởng. Và kiểu phân bổ ở đây chúng ta sẽ để số 1, tức là phân bổ về các cái thành phẩm cái nguyên vật liệu này theo tỷ lệ định mức. Đó. Còn nếu kết chuyển dở dang thì chúng ta cũng để số 1. Đó. Tương tự như vậy thì chi phí nhân công thì chúng ta sẽ khai báo chi phí nhân công là nhặt theo đầu tài khoản phát sinh của 622. Và kiểu tập hợp thì sẽ là để số 2, là tập hợp theo mã phân xưởng. Và kiểu phân bổ chi phí chúng ta sẽ để số 3 hoặc là số 4, số 5 đều được. Đó. Trường hợp đây là tôi đang để là số 3, tức là phân bổ theo yếu tố chi phí khác, tức là thế. Và tôi chọn cái yếu tố ở đây là theo tỷ lệ của nguyên vật liệu. Đó. 627 là chi phí sản xuất chung, cũng vậy chúng ta cũng sẽ khai báo mã yếu tố chi phí, tên yếu tố chi phí và tài khoản, để đầu tài khoản của chi phí sẽ là 627. Kiểu tập hợp chi phí cũng là sẽ là số 2. Đấy, kiểu phân bổ chi phí sẽ là số 3 theo yếu tố chi phí khác. Và chúng ta chọn yếu tố chi phí ở đây là theo phân bổ theo yếu tố nguyên vật liệu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thao tác tính. Trước khi đi vào thao tác tính thì tôi cũng sẽ quay ngược lại về cái liên quan đến cái phần chứng từ để cho các bạn nắm rõ hơn. Thì buổi ngày hôm trước, bài học ngày hôm trước thì tôi đã hướng dẫn về cái việc là xuất nguyên vật liệu ra cho phần phương pháp là tính giá thành theo phương pháp là trực tiếp. Thì tức với cái phương pháp trực tiếp thì cái việc giá thành khi mà xuất nguyên vật liệu ra là chúng ta sẽ phải chỉ đích danh theo nguyên vật liệu này xuất cho mã thành phẩm nào. Còn đối với phương pháp mà tính giá thành theo định mức thì chắc chắn rằng là khi chúng ta xuất ra thì chúng ta sẽ chưa biết được rằng nguyên vật liệu này chúng ta xuất cho mã sản phẩm nào.
Vì vậy là với giá thành phương pháp trực tiếp thì chúng ta sẽ không cần nhập ở cái cột mã sản phẩm, mà bắt buộc chúng ta vẫn phải sẽ phải nhập ở cái cột mã phân xưởng mà thôi. Đấy. Nên đây tôi sẽ làm ví dụ cho các bạn thấy, thì tôi sẽ bỏ cái trường mã sản phẩm này đi. Đó. Và hôm trước thì tương tự như vậy, thì phần nhập kho là nhập kho thành phẩm về, thì chúng ta cũng sẽ phải là nhập kho thành phẩm và có gắn theo cái cột là mã phân xưởng. Có gắn theo cái cột mã phân xưởng. Đấy. Và tương tự như vậy thì các cái chi phí liên quan đến đầu 62 và 627 thì khi mà chúng ta cập nhật phát sinh thì chúng ta cũng phải cập nhật, có cập nhật là trường mã phân xưởng vào đây. Thì tất cả những cái chi phí mà liên quan đến nguyên vật liệu, nhân công và sản xuất chung, để chúng ta đưa vào tính được giá thành thì bắt buộc tất cả những cái trường này, tất cả những cái chứng từ đó phải có được cập nhật gắn theo cái trường mã phân xưởng. Đấy, phải chọn lựa. Nên nếu mà chúng ta mà quên cập nhật cái mã phân xưởng vào đây thì sẽ dẫn đến cái khoản chi phí đấy sẽ không được tính vào giá thành. Đấy, các bạn thực sự phải lưu ý cái việc đó nhé. Đó. Ok. Vậy là về vật chuẩn bị chứng từ chúng ta đã thực hiện xong. Thì trước khi để tính giá thành thì chúng ta có thể cần phải kiểm tra xem là các cái chứng từ chúng ta cập nhật phát sinh đã có đầy đủ mã phân xưởng hay chưa. Thì để tính giá thành theo phương pháp mà định mức thì việc đầu tiên chúng ta đã khai báo danh mục định mức. Việc thứ hai chúng ta đã cập nhật chứng từ là có gắn với trường mã phân xưởng. Để tính giá thành, chúng ta sẽ vào mục tính giá thành sản phẩm. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ thực hiện tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ. Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ. Ví dụ của tôi là tính tháng 1. Trong tháng 1 đây, đang nhập là 2 thành phẩm 1 và 2. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện việc tập hợp và phân đổ chi phí theo nguyên vật liệu. Thì cái thao tác này, chương trình sẽ căn cứ vào cái danh mục định mức của chúng ta. Sẽ căn cứ vào danh mục định mức của chúng ta để phân bổ cái nguyên vật liệu về cho thành phẩm 1 và thành phẩm 2 theo cái tỷ lệ định mức. Đó. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy rằng là trong bản này của chúng ta sẽ có nguyên vật liệu xuất ra cho thành phẩm 1 và nguyên vật liệu 1 xuất ra cho thành phẩm 2 theo cái số tiền phát sinh, thì chương trình sẽ căn cứ vào tỷ lệ định mức trong danh mục định mức để tính toán và phân bổ cái chi phí, tổng cái chi phí, số tiền nguyên vật liệu xuất ra của nguyên vật liệu 1 để bổ vào cho nguyên vật liệu, cho thành phẩm 1 và thành phẩm 2 số tiền tương ứng. Đó. Đây, tổng hợp chúng ta sẽ có tổng phát sinh nguyên vật liệu của thành phẩm 1 là từng này và tổng tiền phát sinh nguyên vật liệu 2 thành phẩm từng này. Đó. Bước thứ 3 thì chúng ta sẽ thực hiện tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ số. Thì cái thao tác này, bước này chính là phân bổ chi phí nhân công. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ vào mục tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ số. Cái thao tác này chính là phân bổ chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung. À, chúng ta cũng chọn thời điểm và thích và nhận. À, và bước cuối cùng, chúng ta sẽ thực hiện tính giá thành sản phẩm. À, thì chương trình sẽ tổng hợp phân bổ toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung và sản phẩm. Đó. Như vậy là chúng ta đã có được cái giá thành sản phẩm theo phương pháp tính giá thành định mức. Các bước tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm. Đó. Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm. Thì khi thao tác này thực hiện thì chương trình sẽ cập nhật áp cái giá thành sản phẩm này vào cho các phiếu nhập thành phẩm của chúng ta. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ thực hiện kết chuyển các cái đầu tài khoản chi phí 621, 22, 27 sang 154. Đó. Đó. Chúng ta vào đây và cũng nhấn phím F4 là chương trình sẽ kết chuyển 621, 27 sang 154. Sẽ có một cái lưu ý để các bạn tính được giá thành theo phương pháp định mức. Đó chính là với cái chi phí nguyên vật liệu thì đầu tài khoản chi phí của chúng ta
sẽ phải dùng là đầu 621. Đấy, các bạn sẽ phải lưu ý. Tức là để tính được giá thành định mức trong phần mềm thì tài khoản chi phí chúng ta sẽ phải ghi nhận ở trên đầu tài khoản 621, tài khoản nhân công là 622 và tài khoản chi phí sản xuất chung là 627. Đối với phương pháp tính giá thành định mức chúng ta sẽ không sử dụng, chúng ta sẽ không được sử dụng ở đầu tài khoản 154. Đấy, các bạn lưu ý cho tôi cái việc này nhé. Nhưng là với giá thành định mức thì đầu tài khoản chi phí nguyên vật liệu sẽ phải ghi nhận là 621, đầu tài khoản nhân công sẽ là 622, đầu tài khoản sản xuất chung sẽ là 627. Đó. Sau khi đã tính giá thành xong thì chúng ta cũng sẽ có thể vào khai thác được các cái báo cáo giá thành ở trong hệ thống, ở trong phần mềm. Đó. Vậy là buổi ngày hôm nay tôi đã cũng đã hướng dẫn cho các bạn phương pháp tính giá thành theo phương pháp định mức trong phần mềm kế toán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái bài giảng tiếp theo.